bạn. Mình là Neo Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị về review khách sạn. Mình và mấy người bạn mà từ hồi học và đại học đã rủ nhau đi một chuyến du lịch và bọn mình đang ở Mường Thanh ở Bãi Cháy, và chúng ta đây là khách sạn Mường Xanh 4 sao, và để mình sẽ đi tham quan một vòng của phòng của khách sạn Mường Thanh 4 sao xem có những cái gì nhá. Mọi người hãy theo mình. Đây là một căn phòng cỡ lớn của Mường Thanh 4 sao. Nó có hai cái giường ngủ, có một cái giường ngủ đôi và một cái giường ngủ đơn. Cái này thì cũng khá thích hợp với đi cả gia đình đấy. Nhưng ở đây bọn mình thì có ba đứa nghỉ ở trong một phòng. Thì đây là quang cảnh phía bên trong. Mình thấy là nó bảo là 4 sao nhưng mà với chất lượng của phòng này thì so với 4 sao mình thấy cũng chưa được thỏa đáng lắm. Thì chất lượng phòng thấy cũng khá là bình thường. Mình thấy là cái khách sạn này nó cũng xây lâu rồi nên nó không được nhìn trông hiện đại mới mẻ cho lắm. Chúng ta sẽ zoom vào từng thứ xem ở đây có những cái gì nhá. Về đây là về quang cảnh chung của bên trong của căn phòng. Đây là điều hòa âm trần này. Và có cái điều khiển điều hòa thì mình thấy nó ở đây thì cũng khá là hay. Đây là xem ngăn kéo, trong ngăn kéo không có gì. Đây có điện thoại bàn để liên lạc thôi. Thì bên này thì nó cũng có một số thứ nó rất cơ bản giống như là các khách sạn bình thường khác thôi. Có gương này, bàn và một số quyển menu, sách hướng dẫn các thứ. Đồ cũng khá là bình thường, có một chiếc tivi nhỏ nhỏ. Đây là tủ của nó. Bên trong thì nó để sẵn cho mình ba cái đôi dép như thế này. Như mình đi này thì mỗi ông đã đi một cái đôi dép rồi. Dép khá là đẹp và đồng bộ. Sang phía bên này thì chúng ta sẽ có tủ đựng đồ này, tủ đựng đồ các thứ và một số thứ đồ tiện ích khác như là máy sấy tóc này, đồ đun nước này, một số đồ dùng thì có mỗi nước là chúng ta được miễn phí thôi, còn đâu là các loại trà hay cà phê. Trà cà phê này thì như là cũng miễn phí đúng không? Trà cà phê này cũng miễn phí. Nó có tủ lạnh không nhỉ? Đây có tủ lạnh. Thường là các đồ để trong tủ lạnh sẽ là đồ mất phí nhá. Có bia rồi thêm nước ngọt là sẽ mất phí nếu mà dùng. Đây có tủ lạnh ở đây này. Và đây chúng ta sẽ có một cái tủ đựng đồ lớn. Sẽ có thể để quần áo các thứ bên trên trong này. Và một cái két nho nhỏ. Cái két này mình đã từng hướng dẫn cách sử dụng nhiều người đến các khách sạn thì hay thấy có cái két. Thì sợ là khó sử dụng nhưng thực sự là cái két ở khách sạn rất là dễ sử dụng nhé. Đây và một số cái để đồ. Đi vào khu phòng tắm. Đây là chỗ trong phòng tắm của chúng ta. Khá là đơn giản và cơ bản với những cái thứ đồ mà ở bất cứ khách sạn nào cũng sẽ có, như là bông ngoài tai này, rồi dao cạo râu này, bàn chải đánh răng này, và rửa tay các thứ. Khá là cơ bản và đơn giản. Bên này thì có một cái bồn tắm nằm này và khăn hết các thứ. Mình đánh giá là nó ở mức độ trung bình và cơ bản thôi, không có gì đặc biệt cả. Ok, vậy là mình đã review nhanh qua về phòng khách sạn 4 sao của Mường Thanh này. Cũng không có nhiều thứ để quá để nói mà nó khá là cơ bản thôi. À đây, nó có thêm một cái nữa là phòng của mình là sẽ hướng ra hướng biển như thế này. Được cái view trên tầng 13 thì khá là ok, nhìn rất là thoáng. Đây mình có thể nhìn xuống quang cảnh phía dưới, ngoài kia là biển Hạ Long. Bọn mình đang ở khu Bãi Cháy. Ok, mình sẽ review tiếp về các tiện ích ở trên khách sạn này nữa xem nhé. Đây là tầng 3 của khách sạn Mường Thanh và đây là các khu thể thao phức hợp các thứ ở đây. Chúng ta sẽ có bể bơi đi phía đằng này này. Mình đi ngó quanh xem có cái gì. Ở đây họ cũng có một cái phòng tập gym nho nhỏ. Ở phía bên trong thì tập này đang trải tập nên hơi nóng. Các đồ chạy này, tập gym. Đây cũng đồ cũng toàn đồ tiêu chuẩn chất lượng ấy chứ.
có thời gian dành và muốn tập gym thì có thể qua bên này. Bên này thì có một bàn đánh bóng bàn nữa này. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái bể bơi ở ngoài trời đây này. Mình sẽ xem bể bơi như thế nào nhé. Ôi, có một cái bể bơi nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Có cả bể bơi dành cho trẻ em ở bên kia nữa. Ở đây là tầng 3 này, khá thoáng nhưng mà mình thấy là nó cũng khá là nhỏ. Đây là cổng của khách sạn Mường Thanh và chúng ta sẽ review xem thế nào. Cảm ơn bạn. Đây là bên trong của khách sạn Mường Thanh 4 sao. Hôm qua quang cảnh ở đây. Lúc nãy mọi người check in hơi đông, bây giờ thì mọi người đã vào hết rồi nên là khá thoáng ở đây. Nói chung là không gian ở mức độ là cũng khá trang trọng và nhẹ nhàng. Mình thấy phong cách này cũng khá hợp với các bác có tuổi một chút. Có lẽ phong cách của khách sạn này nó cũng hợp với những người có lớn tuổi. Dưới tầng 1 ở đây cũng có một quán cà phê khá là ấm cúng nè, buổi tối ngồi có vẻ khá là thích. Xin chào các bạn, chào buổi sáng. Mình đã có một đêm ngon giấc ở khách sạn Mường Thanh 4 sao ở bãi trái Hạ Long. Bây giờ bọn mình sẽ đi xuống ăn sáng và xem buffet ở đây có những cái món gì hấp dẫn không nhé. Để chúng ta đi nhé. Đây là tầng 2 của khách sạn Mường Thanh và mọi người đang ăn buffet ở đây. Chúng ta sẽ đi xem là buffet ở đây sẽ có những món gì. Thường khách sạn thường sẽ có buffet buổi sáng đi kèm trong với giá vé phòng luôn. Có vẻ buổi sáng hôm nay sẽ khá là đông đấy. Quầy nóng chúng ta sẽ có phở, sẽ có phở mò đây. Đây là quầy sẽ phở mò. Quầy này sẽ là một số các đồ khô. Đây là cháo ở đây. Đồ khô này sắp hết rồi. Có xôi, có mì, cơm rang, rau xào, spaghetti. Bên này có quầy bánh mì. Và lấy bánh mì ở đây và cho cà phê, trà. Bên này là khu vực ăn uống. Khoảng khá là đầy. Ở đây thấy tất cả những gì trong bữa sáng nhiều lắm nhỉ. Có vẻ nhiều đồ ăn. Đây 5 phút rồi, bây giờ vẫn chưa lấy có trứng ăn. Quầy này thì sẽ làm trứng nóng. Có một số món mới đã được bổ sung đến này. Như đây là ta có thịt này, có mì spaghetti, có mì xào, thêm mì mì đây nữa. Các món được bổ sung lên con. Thank you.
Cát này, cát này, cát này, cát này.